Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Đầu Câu Phi Nguyễn nha anh em. Thì hôm nay em lên một video mới nha anh em. Video là video số 76 đây. Rồi, hôm nay là tiếp tục là 25 mã số nha anh em. À 26 chứ, 26 mã số anh em. Rồi, có những máy là máy cụ ha. Nói chung là máy cụ có một hai cái anh em. Hôm nay em lên đồ mới ha. Đó, có một cái máy bơm nè. Khách bơm nè. Cái máy này anh em hỏi mua nhiều mà ông đặt trước rồi ông không nhận nha khách. Máy này hỏi anh em hỏi nhiều lắm cái máy này nè. Rồi thì tiếp tục là bao ship nha anh em. Rồi video hôm nay là video số 76, em lên tổng cộng là 26 mã số nha anh em. Giá em báo trên video là giá em đã bao gồm phí ship rồi đó. Anh em mua một máy là 230k thì em sẽ bao ship cho anh em luôn đó. Anh em nhận hàng, anh em kiểm tra, anh em thanh toán cho shipper giúp em luôn nha. Hôm nay là em có lên một số máy cổ này anh em, đó 1 2 3 4 5 6 đó, có con đầy mệnh cuối nha anh em. Đầy mệnh cuối là con siêu hiếm ha. Đó. Rồi hôm nay là tổng cộng là 26 mã số. Anh em mua hàng anh em vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại này của em nha anh em. Số điện thoại nè, Đồ Câu Phi Nguyễn đây anh em. Zalo cộng số điện thoại 0779674320. Đồ Câu Phi Nguyễn Zalo cộng số điện thoại 0779674320. Anh em chốt đơn anh em vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại này của em nha anh em. Đó, anh em vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại này của em nha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều ha. Em vô mã số đầu tiên nha anh em. Anh em lưu ý là giá em báo trên video là giá em đã bao gồm phí ship rồi nha anh em. Đó. Đây, mã số 1 đây anh em. Mã số 1 là một con Shimano Tomorrow anh em. Đó, GT500. Thông số cước là cước số 1.5, anh em sẽ vô được 150m. Cước số 2 anh em sẽ vô được 95m. Cước số 3 anh em vô được 75m. Size máy này là size tương đương 1000 anh em. Gạt cước tốt đây. Phía trong này anh em. Thân cối carbon, tay quay kim loại. Tay quay thay đổi trái phải được. Lăng cước sáng đẹp anh em. Gato là 5.2, máy chạy hai mặt đạn anh em. Máy đuôi chuột. Mô bin sống lưỡi gà kêu tốt. Ngoại hình máy. Con Shimano này của Made in Korea anh em, Made in Hàn Quốc ha. Tay quay thay đổi trái phải được. Chế độ hai chiều. Nhúng nhắn lúc này là mở cối ha anh em, nhắn lúc này là mở cối ha. Anh em đè xuống nên ghế gắt là vô ha. Đó. Rồi mã số 1. Mã số 1 em để cho anh em giá là 180k ha. Hôm nay là em giảm sâu luôn nha anh em. Mấy cái máy này không em bán là 200. Hôm nay em giảm cho anh em 180k bao ship ha, em giảm sâu luôn. Anh em mua hàng thì anh em nhanh tay hôm nay ha. Hôm nay là em giảm giá rất là sâu, còn bao ship cho anh em nữa nha. Nói chung là bán về hàng mới ha anh em. Rồi hôm nay là đợt cuối cùng em bao ship rồi nha anh em. Hổm giờ là cũng khoảng 4-5 clip em bao ship rồi. Hôm nay là clip cuối cùng đó anh em. Anh em tranh thủ ha. Mã số 1 180.000 bao ship anh em. Shimano hai mặt đạn, Gato trên 5 chấm, 180.000 bao ship cho anh em là quá rẻ ha. Mã số 2 là một con máy của Gia Băng anh em. Mà con này là con của Gia Băng ha. Rồi, con này cũng đuôi chuột anh em. Con này là cũng Shimano Tomoro đây. Đó, Shimano Tomoro Titanos ha. GTR. Con này là Made in Gia Băng anh em. Made in Gia Băng. Cũng đuôi chuột nha anh em. Thông số là cước số 2 anh em sẽ vô được 165m, cước số 3 anh em vô được 110, cước số 3.5 anh em sẽ vô 95m. Rồi con này nó bị cái nút bun mở cối nha anh em, bị cái nút bun mở cối nha. Anh em mở thì anh em dặn ra. Anh em dặn nút này ra này mở cối ha. Đó. Nó bị gài cái này. Nói chung là anh em gành cái này anh em về anh em sắp lại ha. Nói chung là em bán anh em con này giá rẻ cho anh em gành anh em về sắp lại. Đó. Nhấn là nó vô nó sẽ mở cối ra được nha anh em. Đây. Đó, anh em gà vô ha.
anh em gần anh em về anh sắp cái đó lại, anh em nhấn lúc này nó sẽ mở mở cối ra thôi. Rồi máy hoạt động ok anh em, ta quay là ta quay kim loại luôn, thân cối carbon nha, lăng cước sáng đẹp nha anh em. Con này máy Ninja băng size 2000 anh em, size 2000, máy này chạy 3 mặt đạn anh em, máy chạy 3 bên riêng ha. Ga tô máy là 5.2 luôn anh em. Ta quay mình thay đổi trái phải được nha, chế độ hai chiều đây. Rồi máy này mã số 2 em để cho anh em giá 230 nha anh em, 230.000 bao ship nha, 230.000 bao ship cho anh em. Tới mã số 4 đây nè, ôi mã số 3 nè. Mã số 3 là con da băng nha anh em, con mắt in da băng ha, con này con đai qua, con đai qua Sprinter Max XT700 anh em. Con này nó bị chết lưỡi gà nha anh em, chết lưỡi gà là sao, anh em xả mô pin nó vẫn ra ha, nhưng mà lưỡi gà nó bị chết, nó bị cục lưỡi gà nha anh em, cục lưỡi gà ha. Đó, anh em xả nè, anh xem xả vẫn bình thường, em siết cho anh em xả vẫn bình thường, ngồi mất cái lưỡi gà thế này anh em lấy về anh em chế lại, con này hoặc là anh em để về anh em câu cũng ok đó, anh em xả là vẫn ra thôi nè, xả vẫn ra bình thường ha. Cái con này thông số của nó là cước số 2 anh em sẽ vô được 150 nha, cước số 2 anh em sẽ vô được 150, cước số 3 anh em vô 100m, cước số 4 anh em vô 75 nha. Toàn thân carbon ta quay kim loại nè. Đó, máy hoạt động thì ok, gạt tốt, lăng sáng đẹp nha anh em. Đây qua Sprinter Max nha, chế độ hai chiều đây. Rồi mấy con mà lỗ lỗ nhẹ nhẹ này em thanh lý giá nó cực mềm cho anh em luôn, mấy con da băng này, con mã số 3 này bán cho anh em giá 220 thôi. Đó, giá cực mềm luôn nha, 220.000 bao ship cho anh em luôn, tính ra còn khoảng 180.000 thôi. Đó, anh em lấy vậy anh em câu kéo bình thường, 220.000 mã số 3 đây nè, bao ship. Tới mã số 4 đây nè, mã số 4 là con Shimano da băng anh em, Shimano da băng nha. Con này ngoại hình nó có xấu anh em, con Mega Light, con Mega Light nha. Đó, cái con này là cước số 3 anh em vô được 250, cước số 4 anh em vô được 200m. Đó, xe nó tương đương 5.000 anh em. Cái Shimano là cái Shimano tem cũ luôn nha em, con này hàng đời cổ ha, nó rất là cổ nha nè. Shimano đây, máy này hoạt động cực kỳ siêu mượt luôn nha này. Nó cực kỳ siêu mượt luôn nè, cái gập gập ta quay nó cũng hoạt động rất là tốt ha. Đó, em thấy không, nó chỉ tội nó hơi cũ thôi anh em, nếu mà anh em lấy con này về anh em muốn chơi á, anh em về anh em sơn lại, anh em tháo cối anh em sơn lại ha. Đó, anh em sơn lại cái này, nói chung là nó không lỗi gì hết nha anh em, nó bị mẻ xíu ở đây nè, mẻ tí ở đây ha. Con này em để giá mềm cho anh em chơi luôn, mô pin nè, tiếng lưỡi gà kêu cất tốt luôn anh em, chế độ hai chiều, máy quay siêu mượt, một chiều có tiếng kêu đây nè. Con này con mã số là mã số 4 anh em, mã số 4 ha, xe nó tương đương 4.000, gato nó 5.25 anh em, gato rất là cao luôn ha, gato 5.25, máy này chạy hai mặt đạn anh em, máy chạy hai mặt đạn, cối carbon thân kim loại, ta quay kim loại nha. Rồi con mã số 4 này để cho anh em giá 200.000 thôi, bán sát cho anh em 200.000 ha, 200.000 thôi nè, 4 nè, mã số 4 200.000 bao ship. Mã số 5 anh em, Thái Lan nha, Made in Thái Lan, hàng Thái Lan xuất Nhật anh em. Con này là con Daiwa nha anh em, con Daiwa ST600, máy chạy bật đạn anh em, lông carbon, đây qua lông carbon anh em. Cước số 1.5 anh em sẽ vô được 130m, cước số 2 anh em vô được 200m, cước số 6, cước số 3 anh em 65m nha. Size máy tương đương 1.000 nha anh em. Cối là cối nông ha. Size máy tương đương 1.000, mua pin sống lưỡi gà tốt, lăng cước sáng đẹp. Tay quay thay đổi được trái phải nè. Đó, con này Made in Thái Lan. Size 1.000 anh em, ngoại hình nó có trầy nha.
hình con này có trầy anh em. Rồi con này bán cho anh em giá 230 đi, để anh em giá 200.000. Hôm nay là giảm cực giảm một ngày nữa thôi nha anh em. Em chỉ giảm một ngày thì bao ship hôm nay đó thôi. Video sau là em sẽ lên như bình thường. Con mã số 5 này em để cho anh em giá 200.000. Mã số 5 giá 200.000 anh em. Mã số 5 giá 200. Chế độ 2 chiều đây nè. Máy không lỗi lầm gì hết, hoạt động ok nha nè. Về câu kéo bình thường. Đó. Mã số 5 giá 200.000, bao ship. Tới mã số 6 đây nè. Mã số 6 ha. Con này con của Holy Spin của Singapore anh em. Holy Spin của Singapore ha. Mấy con này thì siêu mượt luôn nè. Con này Holy Spin 2000, cước số 2 anh em sử dụng 150, cước số 3 anh em dùng 100m. Sai máy 2000. Mấy con này anh em quay siêu mượt luôn. Anh em nghe tiếng kêu ha. Gato con này trên 5 chấm nha anh em, tầm 5.2, 5 chấm tới 5.2 nha. Holy Spin nè, sai 2000. Có carbon, thân nó là thân kim loại nè, ta quay kim loại, ta quay gặp. Ngoại hình đây nè, nó dính dầu ha. Ở bên bển không biết có để gì, dính dầu ngã vàng nha nè. Con này ngoại hình nó có dính dầu, có cũ nha nè. Đó, dính dầu mở đây, Shimano đây. Hoạt động thì siêu mượt, bà đã đảm bảo cho anh em luôn, con này hoạt động cực kỳ tốt nha. Anh em nào mua hàng có kênh em lâu rồi á thì anh em biết con nào em đảm bảo siêu tốt là siêu tốt nha. Lỗi là em báo lỗi. Rồi, mã số 6 giá 250 anh em. Mã số 6 giá 250. Bao ship cho anh em, mã số 6 giá 250. Tay quay thay đổi trái phải được nha anh em. Tay quay thay đổi trái phải được. Mã số 6 giá 250. Mã số 7 đây. Mã số 7 là con Made in Japan anh em. Con này là con Shimano Titanos. Shimano Titanos con đuôi chuột nha anh em. Carbon đây, carbon titanium ha. Carbon titanium. Để em cố gắng em lấy cái nét đó lại. Rồi, ok ha anh em. Carbon titanium. Con đuôi chuột nha anh em. Xả mô bin ở đuôi nha nè. Đó. Nhấn nút mở cối đây. Xả mô bin đây nè, xả mô bin đuôi ha. Nghiêm ship vô ha. Con này bị cũng bị lỗi cái nút mở cối luôn nha anh em. Tính bán 270 nè, con này tiếp tục giảm luôn. Anh em về anh em vệ sinh là cái nút mở cối này ha. Nếu mà anh em để về anh em câu kéo bình thường nha, nó không ảnh hưởng gì nha. Tại vì nếu mà mình tháo cái nút mở cối trong đó thì lâu lâu mình lau chùi vệ sinh đó. Cái con này là cước số 3 anh em vô 110, cước số 2 anh em vô 165. Con này size 2000 anh em. Xe máy 2000. Nó bằng carbon ha. Gia tô của máy nha nè. 1 2 3 4. Nó tầm 4.5 nha nè, gia tô tầm 4.5. Rồi con này tính bán cho anh em giá 270 nè, giảm cho anh em tiếp tục luôn. Con này con mã số 7 ha. Mã số 7 để anh em giá 200. Để anh em giá 240. Con này con ngoại hình còn đẹp nha anh em. Mã số 7 giá 240, ngoại hình còn đẹp nha. Mã số 7 giá 240.000 anh em. Mã số 7 giá 240 nha. Mã số 7 giá 240. Tới mã số 8 đây nè. Rồi, con mã số 8 là con Ryobi nha anh em, CS1B. Gato là 4.75. Đó, gato khá là cao anh em. Lăng cước sáng đẹp đây. Mô bin sống lưỡi gà tốt. Con này cái cối nó có chày nhiều nha anh em. Cái chày nhiều cái cối nha.
Thông số là cước số 2 anh em vô 170m, cước số 3 anh em vô 120, cước số 4 anh em 90m. Size máy là tầm 1.500-2.000 nha anh em. Mua bên sóng lưỡi gà tốt đây. Gà tô 475, size máy tương đương 1.500-2.000. Ta quay gặp lại đây nè. Ta quay thay đổi trái phải được. Máy hoạt động êm mượt không lỗi lầm nha anh em. Bị chạy cái cối thôi, phần dưới nó cũng còn khá là đẹp á. Made in Japan nha anh em. Made in Japan. Chế độ 2 chiều. Rồi con này con mã số là mã số 8 anh em. Mã số 8 giá 250.000 bao ship nha. 250 bao ship mã số 8. Mã số 9 Realme CS3B anh em. Nó cũng tương tự như thằng CS1B nữa ha. Thằng này CS3B cũng made in Japan đây. Mô viên sóng lưỡi gà tốt. Gạt tốt. Lăng cước sáng đẹp anh em. Gato 3.4. Gato máy là 3.4 nha. Con này cước 0.30 rồi vô 1.80, 0.35 vô 1.30. Đó, size máy tương đương tầm 3.500 anh em. Cước số 3 anh em vô được 290 nè. Cước số 4 anh em vô 210, xe máy 4.000 anh em. Con này xe 4.000. Gạt tốt ha. Tay quay cũng là tay quay gặp lại nha nè. Mà anh em dặn ra anh em gặp lại. Anh em dặn ra đây. Đó anh em gặp lại ha. Anh em buông ra tự động có xây lại nha nè. Đó. Cối carbon anh em, thân kim loại nha, ta quay kim loại. Rồi xe máy 4.000 anh em, gato 3.4, con máy đi ra băng anh em. Ngoại hình á, ngoại hình như clip luôn anh em. Có trầy xước ha. Rồi con này mã số là mã số 8 anh em, mã số 9 nha. Mã số 9 để anh em ra 280.000. Mã số 9 giá 280.000 bao ship. Mã số 9 280.000 bao ship anh em. Tới mã số 10 đây. Mã số 10 là con Olympic nha anh em. CQLT70. Con này full kim loại nha. Cối kim loại, thân kim loại, tao quay kim loại, made in Japan. Con này gato là 4.56. Xe cước số 2 anh em vô 170, cước số 3 anh em 115, cước số 4 anh em vô 80m. Xe máy 2.000 anh em. Nó tầm 1.500 chúng tới 2.000 đâu. Rồi máy hoạt động ok ha. Ta quay là ta quay về gặp anh em. Anh em dặn ra anh em gặp ta quay lại nè. Chế độ 2 chiều. Rồi ngoại hình đây nè. Con này cũng có chóc sơn nha. Để anh em giá rẻ. Mã số 10 giá 230.000 anh em. Mã số 10 full kim loại. Size tầm 1.500 để anh em giá 230.000. Mã số 11. Mã số 11 là con made in Japan luôn anh em. Made in Japan luôn. Made in Japan. Con này Shimano Tomorrow anh em. XS 3.000. Cước số 5 anh em vô được 150m. Cước số 6 anh em vô được 125. Cước số 7 nè. Cước số 3 anh em vô được 270. Con này xe máy là 5.000 anh em. Mua pin sóng lưỡi gà tốt ha. Gạt tốt. Lăng sáng. Shimano da băng. Toàn thân carbon ta quay kim loại anh em. Một chiều có tiếng kêu. Máy hoạt động im mượt ha. Ngoại hình máy nha anh em. Anh em xem ngoại hình máy trước ha. Ừ.
ta quay thay đổi trái phải được thông số cái gato của nó. Rồi gato không có để em đo nha nè. 1 2 3 4, nó tầm 4.3 nha nè, 4.3 ha. Xe máy 5.000, toàn thân carbon, tao quay kim loại. Rồi con này mã số là mã số 11 anh em, giá 300.000 bao ship cho anh em. 11 giá 300 bao ship, xe 5.000 anh em. Tới 12 đi. 12 là con Shimano Navi anh em, made in Japan ha. Ngoại hình con này xấu nha anh em. Cái cối nó hình như là hầu như là bị mất thông số hết rồi ha. Đó, ngoại hình xấu. Con này có chạy bạc đạn anh em. Shimano Navi 2000, con này xe tương đương 2000 nha anh em. Tay quay thay đổi trái phải được, ngoại hình xấu nha nè. Con này bán cho anh em là bán sát cho anh em chơi ha. Và tổng vẫn ok. 2 triệu đây. Navi made in Japan. Toàn thân carbon, tao quay kim loại nè. Núm tao quay núm gỗ ha. Rồi con này xe 2000 tương đương với cước số 2 là anh em sẽ vô được 150, cước số 3 anh em vô 100m nha. Cước số 4 anh em vô, cước số 4 anh em vô 165m. 1 2 3 4. Rồi gato tầm 5 chấm nha anh em. Rồi con mã số 12 để anh em giá 230.000. Đó, 230 bao ship. Cái mã 13 đây nè. Cũng là con Shimano Navi luôn ha. Cũng xe 2000 luôn. Con này cước số 2 anh em vô được 220. Cước số 3 anh em vô 110. Của cước số 3 anh em 150m. Cước số 4 anh em vô 120 ha. Lăng cước đa đồng đá sứ nha anh em, made in Japan luôn. Vậy là hai con này là ăn cặp nha anh em. Hai con này xe tương đương 3000 á nè. Xe thực nó 3000 ha. Xe thực là 3000. Ta quay gặp anh em. Núm ta quay cũng núm gỗ đây. Rồi gato cũng tầm 5 chấm nha anh em. Gato nó cũng tầm 5 chấm ha. Hai con này là thông số y chang nhau nha anh em. Con này với con mới vừa rồi á. Rồi con này mã số là mã số 13 anh em. Mã số 13 ha. Gato tầm 5 chấm. Cước số 3 anh em cho 50m nha, size 3000. Con này mã số 13 giá 280.000 anh em. 280 bao ship cho anh em nha. 13 giá 280. 14 anh em. 14 là con Maychen ha. Đây, Maychen đây. Đây Maychen đây nè. Con này Hồng Kông nha nè. Con này của Hồng Kông ha, đuôi chuột. Lăng là lăng đá sứ đây nè, lăng đá sứ nâu ha. Ngoại hình con này cũ rồi nè, quay nó hơi bị xào ha, có tiếng xào anh em nghe. Nói chung anh em về câu kéo bình thường. Xả mô bin đây, nút mở cối đi. Cốt rất là to nha anh em. Đó, anh em xem cốt nè. Siết mô bin cho là cứng ok nha anh em. Rồi con này mã số là mã số 14 anh em. Mã số 14 ha. Mã số 14. Gato máy anh em. Con này xe tầm 3.000 á nè. 1 2 3 4 5. Gato tầm 5.5 anh em. Gato là 5.3 tới 5.5 á. Con này thông số tương đương với cước số 3 anh em sẽ vô được 150m anh em. Cước số 4 anh em vô 100m ha. Con này mã số là mã số 14, để cho anh em giá 200.000 nha. 200 bao ship cho anh em. 14 giá 200 bao ship. Tới 15 đây nè. 15 là con Daiwa Gigan. Con này cù nha anh em. Daiwa Gigan Z ha, 2500 IA. Cối kim loại. Thân carbon, ta quay kim loại, con này made in Thái Lan anh em, hệ thống ABS nha, size tương đương 3000. Cước số 3 anh em sử dụng 150m. Cước số 2 anh em vượt 200m ha, cước số 4 anh em vượt được tầm 100m nha anh em. Lăng cước
1 2 3 4. Rồi gato tầng 5.2 nè. Con này thích hợp cho anh em câu lua. Ta quay thay đổi trái phải được. Thích hợp cho anh em câu lua nha. Gato 5.2 cước số 3 anh em cho 50m, size tư thật 3.000 nè. Mã số 15 giá 330.000 bao ship cho anh em. 15 giá 330. 16 đây anh em. Shimano LB3. Ẩm em mang con này cù, mã cù lại ha. Con này Shimano. Da băng anh em. Tao quay là tao quay gặp. Anh em dặn ra anh em gặp tao quay lại. Đó, anh em dặn ra anh em gặp tao quay lại ha. Siết vô, câu anh em siết vô. Bộ bin sống đây nè. Một chiều có tiếng kêu nha nè, một chiều có tiếng kêu ha. Chế độ hai chiều đây nè. Cối carbon, thân là thân carbon, ốp ở ngoài là ốp nhôm nha nè. Ta quay kim loại, ta quay Shimano đây. Size con này size tương đương 6.000, 7.000 nha nè. Size thực tầm 7.000. Rồi con này mã số là mã số 16 anh em. Mã số 16, để em đo gato cho nó luôn. 1 1 2 3 4. Tầm 4.5 nha nè, gato tầm 4.5 ha. Con này mã số 16 giá 300.000 anh em, 300 bao ship cho anh em nha. 16 300 bao ship. 17 đây anh em. Rồi con này cù lại ha. Shimano Anos 2000 anh em. Shimano Anos 2000 Malaysia anh em. Malaysia nha. Đó, Malaysia ha. Cối kim loại. Máy quay cực siêu mượt nha anh em. Hệ thống ABS đây. Con này cho anh em câu lua đây. Thích hợp cho anh em câu lua ha. Con này có nông ha anh em. Chế độ hai chiều. Cước số 2 anh em dùng 150 nha. Cước số 3 anh em vô được 100m, cước số 4 này vô 70m nha. Gato 5.5, 5.3, 5.5 anh em. 5.3, 5.5 ha, ngoài hình có trầy đây. Rồi con này hôm nay em giảm sâu luôn, giá 450 bao ship nha anh em. Giá 450 bao ship con này. Shimano Anos 2000 giá 450 bao ship. Mã số là mã số 17 nha anh em. 17. Mã 18 đây. Mã 18 là con Shortcut anh em. Con Shortcut máy China ha. Con này cối nông nguyên sống nha anh em. Cối nông nguyên sống. Cối nông nguyên sống anh em. Hệ thống ABS đây. Mô hình nó có chày nha anh em. Mô hình con này máy này có chày ha. Con này thông số của nó là cước số 7 anh em sẽ vô được 170, cước số 8 em 150 nha. Đó, size máy 8.000 anh em. Con này Daiwa. Daiwa nha anh em, size máy 8.000, máy chạy bạc đạn luôn, cối carbon, thân carbon tao quay kim loại anh em. Chế độ hai chiều đây. Rồi con này mã số là mã số 18 anh em. Mã số 18 cái gato của máy. 1 2 3 4. Tầm 4.3 4.5 anh em. Mã số 18 giá 400.000 ha. 18 giá 400 bao ship cho anh em nha. Cái 19 đây nè. Rồi 19 này anh em trả hàng cho em ha. Bơm hàng đây. Con này là con Sita anh em. Atomy ha.
Con này thì 0.24 anh em vừa được 250, 0.28 anh em vừa được 130, 150, 0.33 anh em vừa được 120m. Con này máy in Korea anh em, máy quay tay phải nha. Máy tay phải nha. Xả cước đây anh em. Gato 5.3 anh em, máy chạy bạc đạn ha. Gato 5.3. Máy có chạy bạc đạn luôn. Máy quay tay phải. Rồi, hoạt động mượt mà anh em. Rồi, con này mã số là mã số 19, giá 350.000 bao ship anh em. 19. Giá 350 bao ship. 20. Rồi, 20 Shimano da băng nha anh em. Máy khâu, máy lùa tay phải đây. Shimano Bantam anh em. Bantam ha, TX10. Shimano Bantam TX10, con này là Shimano Pro Dub ốp da băng anh em. Xả gần xả cước là ok hết nha. Rồi máy lùa tay phải anh em. Rồi con này mã số là mã số 20 anh em, giá 350 bao ship cho anh em luôn nha. 20 giá 350 bao ship cho anh em luôn. Rồi tới 21 anh em, tới dàn máy cổ cho anh em nha. 21 đây. Rồi con này là con Daiwa anh em, ốp da băng ha. Con này là con Daiwa ốp da băng. Rồi con này là kim loại nha. Cái gọng này nó có ga ten nè. Cái gọng này ga ten nè. Đây anh em. Má cổ ha. Ngoại hình con này thì nó có chạy xước anh em, tay quay nè. Tay quay nó cũng có ga ten ha. Tái qua máy là quay tay phải nha anh em. Máy quay chết tay phải anh em chú ý nha. Máy quay chết tay phải. Đó, anh em chú ý là anh em gạt lên ha. Đó, là anh em không bật xuống được ha, anh em quay là tự động nó trả nha. Mô bin là mô bin sống đây nè. Đó, anh em bật lên. Đó, là anh em không có bật xuống được, anh em quay tự động nó trả luôn. Tay quay là tay quay siết găng nha nè. Đó, tay quay siết găng. Rồi con mấy cái con đồ cổ thường thường là không có thông số gì đâu nè. Nè, toàn tiếng Nhật không nè. Nếu mà theo ước tính là sai con này tầm 5.000 6.000 á nè. Con này full kim loại luôn. Lăn cước là sáng đẹp nha nè. Lăn cước là sáng đẹp ha. Đó, gạt cước lên. Nói chung là con này anh em về anh em tút lại nó sẽ đẹp. Đó, anh em về anh em tháo cái này ra ha, anh em đánh. Đó, anh em đánh xong anh em sơn lại ha. Cái gạt nè, tay quay nè, máy quay cực kỳ mượt nha nè, chế độ hai chiều đây. Rồi con này là con Daiwa anh em, con Daiwa tay phải nha. Con Daiwa này mã Gato, để em đổi Gato cái. Mấy con đồ cổ này mà đây là gato gì. 1 2 3 4, nó tầm 4.5 anh em. Rồi con mã số 21 để anh em giá 300.000 nha. Con này về để anh em giá này cho anh em về anh em tút lại ha. Đó, mã 21 giá 300.000. Tới mã 22 đây anh em. 22 là con Olympic nha, da băng. Olympic da băng. Con này là con Olympic Challenger
đó. Olympic Challenger nè. Phía trong này nha anh em. Bánh găng này chất lượng ha. Con này cũng chết tay phải nha nè. Chết tay phải. Cối là carbon, thân kim loại anh em, ta quay kim loại. Ta quay cũng là ta quay dạng gen ha. Đó anh em, ta quay dạng gen luôn ha. Chốt chặn đây. Con này size nó cũng tương đương tầm 6.000 nha anh em. Hai chiều. Máy quay chết tay phải. Olympic Challenger nè. Ngoại hình máy con này ngoại hình nó còn sáng hay nè. À nó bị mất cái đầu gà dây gì nè, không biết phải mất không nữa, sao nó em đẩy qua đẩy lại nè, nói chung là báo mất đi. Con này vậy anh em tút nhẹ là nó đẹp đó, máy tay phải anh em. Rồi con này mã số là mã số 22 anh em, giá 300.000 luôn nha. 22 giá 300.000. Tới 23 đây nè. 23 lần con này thay đổi ta quay được trái phải nha anh em. Con Shimano. Con Shimano đất 20 anh em. Cối carbon thân kim loại, ta quay kim loại. Con này nó bị xấu cái phần ta quay nha anh em. Đó, cái phần này nó bị xấu ha. Đó, muối ăn nó bị nổ à. Nổ sơn. Mô bin là mô bin sống. Kẹt tốt. Lăn cước sáng đẹp đây. Con này size nó tương đương bằng con này size chắc tầm 5.000 anh em. Size tương đương tầm 5.000 ha. Cối carbon nha anh em. Thân kim loại, tao quay kim loại. Rồi con này mã số là mã số 23 anh em. Gato tầm 4 chấm nha anh em. 23. Con này giá 350 anh em. 350 bao ship cho anh em. 23 giá 350 anh em. Ta quay thay đổi trái phải được nha. Anh em tháo cái ốc này anh em đổi được ta quay. 23 giá 350. 24 anh em. 24. Rồi tiếp tục là con đồ cổ Olympic tay phải. Con Olympic No 99 anh em. Clean up anh em. Cối carbon thân kim loại. Con này anh em nhấn lúc này anh em mở cối ha. Cái cốt này anh em, cái cốt siêu lực luôn ha. Đó anh em đè xuống nha, rồi anh em nhấn cái nút này cho nó phục xuống là ok. Đó. Con này quay chết tay phải nha anh em. Chết tay phải. Chế độ 2 chiều đây. Nhìn cái bộ gạt cước có làm nè nè. Con này siêu đẹp luôn. Ghi lăn cước sáng đẹp luôn. Nói chung là đồ cổ mà. Nó không có ảnh, nó không có khỏi chày xước anh em. Anh em phải về anh em. Nếu mà anh em về anh em câu thì ok. Còn anh em mình là trưng bày anh em phải làm lại ha. Xe con này chắc xe cũng tầm 6.000, 7.000 anh. Zin từng con ốc luôn nha em. Rồi con này chết tay phải nha em. Máy chết tay phải. Giá mã 24 là giá là 450 anh em. 24 giá 450 nha. 24 giá 450. Bao ship cho anh em. 25 là con short band anh em. Con short band ha. Con này full kim loại cho anh em. Short band con này của Nhật anh em. Hàng Nhật, con này cổ lắm rồi, lâu đời lắm rồi nha.
Con này thì anh em mở gạt trước, anh em cũng không bật xuống được ha, anh em quay cả tự bật ha. Con này máy quay chết tay trái nha anh em, chú ý là máy quay chết tay trái. Máy quay chết tay trái. Sọt ben 730 nha anh em. Sọt ben 730 ha. Rồi, con này anh em về anh em dặm sơn lại ha. À, đẹp luôn. Hoạt động thì bao lỗi cho anh em, mua pin sống đây nè. Lử gà kêu đây. Đó, lăn cước ok luôn. Chế độ hai chiều. Đó, anh em về sơn anh em để anh em trưng bày ha, rất là đẹp nha anh em. Rồi con này xe chắc cũng tầm 5.000-6.000 thôi nha anh em. 5.000-6.000. 25 giá 450 luôn nha anh em. Máy chết tay trái nha. 25 giá là 450. Rồi tới 26 đây anh em. Rồi 26 là con này là con Diamond anh em. Con này siêu hiếm ha. Em về tầm gần hơn 400 máy có một mình máy này thôi. Một máy duy nhất. Em về đứa trước giờ là về chỉ được 2-3 máy thôi. Con này là con Metro nha em, Metro 7, VS Metro 7, con này Diamond anh em. Con này full kim loại nha. Lăn cước sáng đẹp, made in da băng anh em. Con này size nó size mini thôi anh em. Size con này chắc tầm 500 thôi, 500 700 700 thì nó không có thông số gì hết anh em. Mấy con rời cổ không có thông số gì hết. Con này có cốt trợ lực nha anh em. Đó. Máy cốt trợ lực nha anh em. Con này thì siêu khỏe luôn. Nói chung là mấy anh em nếu mà chơi dùng Diamond thì mấy anh em gặp con này là chịu gì nói. Nút mở bình mở cối ra đây. Đó. Nếu mà anh em nhấn nút này thì cái cốt trợ lực đó, nó sẽ thay theo lên trên luôn ha. Còn anh em mà mình dặn cái này ra thì cốt trợ lực còn nằm ở dưới. Tay quay dặn gan anh em. Con này thì anh em bật gạt trước nên anh em cũng không đè xuống được ha. Anh em quay thì nó sẽ tự bật theo này. Đó. Còn anh em bật lên thì anh em không sẽ tự bật xuống được. Đây mình anh em. Xay rất là mini luôn ha. Rồi 26 anh em. Mã 26 không có thông số gì đâu nha anh em. Toàn thân nó kim loại luôn. Con này full kim loại hết nha anh em. Máy chạy hai bạc đạn nha anh em, máy chạy hai bạc đạn đây. Rồi con này để anh em đã 26 để anh em giá 700.000 nha. 26 giá 700 anh em. 26 giá 700. Rồi kết thúc clip hôm nay với 26 mã số anh em. Đó, 26 mã số ha. Rồi anh em mua hàng anh em vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại này của em nha anh em. Số điện thoại 0779-64-30 anh em. Đồ cổ Phi Nguyễn nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau nha anh em.